Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị, các bạn, các em học sinh đến với văn bản Trò chơi ngày xuân theo ngữ văn 9 tập 1, chương trình giáo dục năm 2006. Trò chơi ngày xuân. Những ngày đầu năm, khắp làng bản Việt Nam rộn ràng tiếng trống hội xuân thúc giục lòng người. Vào dịp này, bên cạnh hoạt động lễ nghi mang ý nghĩa tín ngưỡng, còn có nhiều hội vui, diễn sướng sân khấu và các trò chơi truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Qua sông Hồng, sông Đuống, ngược lên phía Bắc là đến với vùng Kinh Bắc cổ kính, quê hương của các làn điệu quan họ mượt mà. Tục chơi quan họ ở các làng quê của Bắc Ninh, Bắc Giang thường gắn với hội làng, hội chùa, liền anh, liền chị ở các làng đi lại, thăm hỏi, tặng quà rồi hát với nhau đến tận nửa đêm. Bên cạnh những canh hát trong nhà còn có các canh hát ngoài trời mà hội Lim là một ví dụ. Hội mở vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch. Quan họ các nơi có thể đến hát tự do trên đồi Lim. Những nhóm quan họ nam và nữ trong trang phục dân tộc đi tìm nhau trong ngày hội, mời nhau sơ trầu và nhận lời hát kết nghĩa giữa các làng. Hát trên đồi và hát cả dưới thuyền, những con thuyền thúng nhỏ mang theo các làn điệu dân ca điểm thêm cho không khí ngày xuân nét thơ mộng, trữ tình. Múa lân. Múa lân có từ lâu đời và rất thịnh hành ở các tỉnh phía Nam. Múa lân diễn ra vào những ngày Tết để chúc năm mới an khang thịnh vượng. Các đoàn lân có khi đông tới trăm người. Họ là thành viên của một câu lạc bộ hay một lò võ trong vùng. Lân được trang trí công phu, râu ngũ sắc, lông mày bạc, mắt lộ to, thân mình có các họa tiết đẹp. Múa lân rất sôi động với các động tác khỏe khoắn, bài bản. Lân chào ra mắt, lân chúc phúc, leo cột, vân vân. Bên cạnh có ông địa vui nhộn chạy quanh. Thông thường múa lân còn kèm theo cả biểu diễn võ thuật, một trò chơi truyền thống được phổ biến trong các lễ hội là kéo co, được tổ chức ở sân đình hay bãi cỏ rộng giữa làng. Những người tham gia chia làm hai phe, đứng thành một hàng đối nhau, cùng nắm sợi dây thừng, dây chão hay một cây xảo tre, hoặc người đứng sau ôm lưng người đứng trước, còn hai người đứng hàng đầu của hai phe thì nắm tay nhau cho chắc, lấy dấu vạch vôi ở giữa làm mốc được thua. Bên nào kéo được đối phương sang qua vạch mốc về phía mình là bên đó thắng. Kéo co thu hút nhiều người, tạo không khí hào hứng, sôi động, rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, ý thức tập thể ở mỗi người. Chính vì vậy, kéo co được đông đảo thanh niên, thiếu niên ưa thích. Cờ người. Cờ người là trò chơi độc đáo của người Việt Nam, mang tính trí tuệ và thể hiện nét văn hóa truyền thống Á Đông. Bàn cờ là sân bãi rộng, mỗi phe có 16 người, mặc đồng phục đỏ hoặc xanh, cầm trên tay hay đeo trước ngực biển ký hiệu quân cờ. Hai tướng, tướng ông, tướng bà của từng bên ấy đều mặc trang phục thời xưa lộng lẫy, có cờ đuôi nheo đeo chéo sau lưng và được che lọng. Khi muốn đi một nước cờ, người đấu gõ một tiếng trống báo cho người chạy cờ tới nghe lệnh. Người này sẽ truyền đạt lại lệnh để quân cờ di chuyển. Có thể người đấu cờ cầm lá cờ nhỏ định đi quân nào thì trực tiếp phất cờ vào quân đó rồi dẫn đến vị trí mới. Được tiến hành trong những kỳ hội là ngày xuân, thi nấu cơm lại cho thấy sự khéo léo, tháo vát của các chàng trai cô gái. Tục thi này bắt nguồn từ quá trình chống chọi với thiên tai, địch họa, vừa lao động hành quân đánh giặc, vừa cơm nước gọn gàng. Do đó, đòi hỏi mỗi người tính tự lực và óc sáng tạo. Có nhiều hình thức thi tài, thổi cơm bồng con này, thổi cơm trong lúc hành lễ, khênh kiệu chạy, thổi cơm trên thuyền. Với khoảng thời gian nhất định trong điều kiện không bình thường, người thi phải vo gạo, nhóm bếp giữ lửa, đến khi cơm chín ngon mà không bị cháy khê. Sau đó, nồi cơm của các thí sinh được những bô lão có uy tín ở trong làng chấm điểm. Ở một số vùng còn có hát đối đáp, giao duyên trong hội thi, tạo không khí náo nhiệt, vui vẻ. Hoạt động đua thuyền thể hiện sinh hoạt văn hóa sông nước cổ truyền của người Việt, trải dài từ các tỉnh phía Bắc đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhằm vui chơi, giải trí, rèn sức và kỹ năng chèo thuyền,
để cúng thủy thần hoặc tưởng nhớ các anh hùng giỏi thủy chiến. Tùy theo từng nơi, mỗi thuyền đua có khoảng chừng chục tay bơi là nam giới, đại diện các phường, xóm, làng. Sau hiệu lệnh, những con thuyền lao vun vút trong tiếng hò reo cổ vũ và chiêng trống rộn ràng đôi bờ sông. Nhiều làng chài ven biển ở phía nam còn có hội thi bơi thúng, với mỗi chiếc thuyền thúng bằng nan có một người đua. Lướt qua một vài hình thức chơi ngày xuân, có thể thấy khả năng sáng tạo, tính cách và bản sắc dân tộc thể hiện thật sâu đậm và rõ nét. Chơi đấy mà cũng là một cách học, một cách rèn luyện thật bổ ích. Theo Hồng Việt, báo Nhân Dân, số Xuân Nhâm Ngọ 2002, Thanh Tùng diễn đọc. Vui lòng bấm like, share, đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học là kiến thức văn học không bị xuyên tạc. Trân trọng, mến chào.